Mến chào toàn thể quý anh em. Mitsubishi R205 bắt đầu test âm gửi tới anh em ha. Đôi này trong tầm giá 15 triệu mà để gắp âm đi đèn đó, thì tuyệt vời luôn, không chê nổi. Mình đang gắp vào đèn KT88, chiếc đèn Prima Luna Pro God Lutu. Chiếc này giá bán mới đâu đó khoảng gần 50 triệu. Bên mình hàng sẽ lướt 99%, chỉ có 21 triệu thôi. 4 bóng KT88, 2 bóng 12AU7 và 2 bóng 12AX7 ha. Anh vào đôi này cũng khá tốt. Trong cuộc đời. Chút nữa mình sẽ test luôn cái đôi này này. Mitsubishi R305. Đôi này thì to hơn rất là nhiều. Nó thuộc cái dòng loa kiểm âm của đài phát thanh. Ừ, hai cái góc trước này được bo rất là mạnh, tạo nên một cái gì đó nó mềm mại, nhìn vào nó rất là đẹp. Anh kỹ thuật viên của mình đang thay trạm loa để tiến hành test âm. Tại vì cái trạm của nó là cái trạm dành cho phòng thu của đài phát thanh. Cái trạm nó đây, cái trạm nó rất là ngộ, nó không có cái zin để mình đút vào đây á, cho nên là mình mới đi mua cái trạm gần như zin nhưng mà hàng mới để mình lắp vào thay thế. Thì anh em cũng có thể xài như zin được, là cắm cạch, không cần phải bắt dây loa. Nhưng mà cái này là hàng mới ha. Thì mình ngắm này vô đây được không? Được. Nhưng mà nó không khớp. Rồi. Còn cái này thì sao? Cái này thì nó chắc chắn rồi, nó ăn khớp thôi. Đâu? Em bỏ vào xem. Ok, vậy hay hơn. Em bỏ vào đây nó có vừa không? Ok. Tương đối. Ồ, quá tốt luôn. Rồi, ok. Vậy bắt cái trạm này luôn. Tức là mình muốn sử dụng tận dụng lại cái này nhưng mà nó không có vừa, nên mình phải thay luôn cái mới này anh em ha. Thay hoàn toàn bằng một bộ mới luôn để về cho người tiêu dùng đó, cắm cho tiện, chứ còn loay hoay theo mấy cái này nữa nó rầy rà mệt, đúng không? Chắc chắn. Rồi, để anh quay cái này. Cái này là quả bát 30 phân. Model của cái quả bát này là 125 20W 8 ohm, sản xuất bởi tập đoàn Mitsubishi Electric ở Nhật ha, Made in Japan. Phân tần của nó là HB170, còn cái chép là TW25, trở kháng 13 ohm, công suất 20W luôn. Độ nhạy của cái dòng loa này rất là cao anh em, chỉ cần đèn khoảng hơn 10W đánh là ra tơi bời khói lửa rồi, rất là hay luôn rồi. Thì để kỹ thuật viên của mình lắp cái này xong thì mình sẽ test để anh em nghe luôn ha. Ván của đôi loa này họ sử dụng là ván ép nhiều lớp này, rất là xịn. Nước sơn thì giống như kiểu mà đàn guitar. Cái nước sơn rất là đẹp, rất là cổ. Đây mình có Bioner CS605, trước đây từng giới thiệu tới anh em rồi. Mới về đôi này này. AR78LS sử dụng bass 30, một mid, một chép. Cái mid này là mid cao nha, mid cao. Và cái chép này là cái chép đôm lụa. Thì cái này nó có mức giá bên mình chỉ có 12 triệu thôi, phù hợp để anh em nghe nhạc vàng chế linh thanh tuyền, rất là phê. Khoảng 12 triệu để anh em sử dụng đôi loa này là tuyệt vời đó. Và nếu anh em nghe bằng cối thì anh em có thể sử dụng đôi này Goodman 201, tiếng nghe bằng cối rất là hay. Hoặc là anh em nghe acoustic của Tuấn Anh, Tuấn Hiệp, Phương Phương Thảo cũng rất là tốt ha. Anh em thích cổ hơn nữa mà pháp hơn nữa thì đây mình có cái này này. Cái này là Bojack 302A, kiến trúc như kiểu nhà thờ. Ở đây có cái vòm và có cái mắt cáo bằng đồng, nhìn rất là đẹp ha. Bên trong này có thêm cái rèm, họ làm y như cái cửa luôn, đúng không? Họ làm rất là cổ và rất là đẹp. Bioner 180A này, đẹp như mới, giá 23 triệu ha. Mình có thêm một đôi R205 nữa. Thì mình có hai đôi luôn, anh em cứ thoải mái mà lựa chọn. Đang test một đôi, với đây còn một đôi nữa ha. Loa kiểm âm phòng thu giá 15 triệu. Onkyo Shutter 100. Nói chung là tùm lum từ lưa nhiều lắm. Giới thiệu cho anh em thì có mà hết cả buổi. Pixel XB12 ANR LST2 tùm lum hết. Anh em cần món nào thì cứ alo cho mình để mình tư vấn ha. DAC Sony này, Tainoi Arden này, Tainoi Sterling hoặc là Tainoi Superdead mình cũng có luôn. Đó, anh em cần thì cứ alo để mình tư vấn cho mà xài cho nó sướng.
để đỡ mất cái tiền học phí, cái tiền oan ha. Mình tư vấn chuẩn rồi thì anh em cứ về mà xài thôi, đúng không? Đấy, giờ cứ theo trò chuyện với anh em biết là mình chưa có được thưởng thức cái đôi loa với chiếc âm ly đèn này. Giờ mình mời anh em thưởng thức một cái bài hát mà mình cũng thường thường hay nghe, cái bài hát Đời Kỷ Nữ á. Tiếc cho em trong cuộc đời làm người á, rất là hay luôn. Anh em mình nghe thử nhá. Cứ hát đi hát lại cái bài này thế nhỉ? Qua hai lần à? Nhưng mà đánh cái âm ly này thì nó chưa mang đến cái độ rung động cao lắm. Nhưng mà mình nghe cũng thấy là ngọt lắm rồi. Nghe rất là phê rồi. Nhưng mà để mà nói 10 điểm thì chưa nha. Có thể là đánh vào những cái con đèn cổ hơn. Nó sẽ cho ra cái hơi thở của ca sĩ ấy, tức là cái độ rung động cao hơn nữa, thì mình nghe nó hòa nhập vào cái bài hát thôi. Rất là ngọt ha. Hình như bản này là phối ghép giữa Phương Phạm với lại là Tuấn Anh. Rất là hay. Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay ngọt nhỉ. em quá phê luôn. Cành hoa rơi, người đời vô tình dẫm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết đời em. Em ơi, trong đêm màu mờ mờ, sau những cơn say, thấy hồn mình hay quá. Không biết anh em nghe qua điện thoại thấy như nào, nhưng mà mình được trực tiếp ở đây nghe rất chi là phê. Tại vì ông kỹ thuật ông đang làm ồn quá, anh em mình thưởng thức nó mất sướng, đúng không? Để cho ông xử lý xong cái đôi loa kia rồi mình test luôn cho anh em một thể nghe cho nó sướng ha. Ok, một lần nữa chúc đại gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.